từng bước lâu nhạt và đau mang tiếng lá hơi chẳng biết bao lâu không lại nhớ của mình nha. Let's go. Size đầu tiên mình mặc quần sơ màu be, em này thì là size S, mình mặc vừa in luôn nha. Tiếp theo mình có một em áo crop top màu xanh navy trơn. Hôm nay thì mình sẽ đeo mẫu dây chuyền mặt chữ A thì chọn giày và đeo từ trước để đi học nha. Size đầu này thì vô cùng đơn giản thôi nhưng mình nghĩ em mặc cũng xinh và đặc biệt phù hợp vào những ngày các bác không biết mặc gì. Bác nào thích mặc đầm thì đừng bỏ qua size thứ hai nha. Mình có áo tank top phù với chân váy kẻ girl và mình sẽ khoác thêm sơ mi ren thoa sen thấu bên ngoài. Outfit để đi học nên mình sẽ lựa túi cỡ lớn để đựng được nhiều đồ. Xe này thì đúng nhựa luôn. Không biết mình có học ở trên lớp không nhưng mà thôi, cứ điệu trước đã. Baby, em như bông hoa, những người hai đâu phải ta. Em vẫn mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa. Em như bông hoa, những người hai. Hello.